Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay gia đình chúng em đi lên bản và thăm vườn địa lan cũng như là đi công tác làm cỏ cho vườn địa lan. Xin được chúc tất cả các cô, chú, anh chị, các bạn chúng ta xem chương trình video vui vẻ và thực sự thoải mái. Thì hôm nay là chủ nhật, thế là em đưa vợ và con cùng vào bản. Ở đây thì nhà em cũng trồng rất là nhiều các loại cây ăn trái. Còn có cây hồng với lại thanh long, trồng cả ngô nữa các bác này. Đấy, ở trên kia là vườn quế với lại vườn keo. Đây là cái cây mắc mật đây bác này. Đây là cây mắc mật, đây là một trong những loại quả mà làm gia vị được từ cả lá, từ quả, cả lá cả quả đều làm gia vị được hết. Đấy thì mời tất cả các bạn chúng ta tham quan vườn địa lan của gia đình. Vườn địa lan này thì em mới trồng được một nửa. Đấy, ở phía bên này thì cũng chưa trồng được. Con ơi, cô thắng Vino em mà suôn ngồi mình nhả bố nè. Vườn này thì cách trung tâm thành phố, dạ vườn này thì cách trung tâm thành phố khá là xa. Cái này hôm vừa rồi gió thổi nó bị rách một mảng ấy. Vườn này thì rộng khoảng gần 5.000 m2 các bác. Đấy thì sau đây thì sẽ cùng tất cả các bạn chúng ta cùng vào thăm vườn địa lan. Đây là một trong những cái vườn địa mà em trồng khá là nhiều giống. Thì sau một tuần, 2 tuần nhỉ, phải 2 tuần rồi nhỉ em nhỉ, 2 tuần hoặc là gần 1 tháng rồi đấy, thì không lên thì cỏ mọc rất nhiều các bạn này. Thế cái việc mà nhổ cỏ như vậy thì gia đình hai vợ chồng chúng em là công tác thường xuyên đấy. Thì ở đây thì cứ hàng dân khai thác về là gia đình vợ chồng em là sẽ trồng vào đây. Đấy, cứ khai thác về là trồng vào đây. Đấy, cái này thì để phục vụ sổ hoa cho vụ tới. Đấy, phục vụ sổ hoa cho vụ tới, nhìn vậy thôi nhưng mà nó rất là đẹp các bạn. Nó rất đẹp và rất đều, chủ yếu ở đây là toàn cây cây bé nhiều. Đây các bác xem, cỏ mấy hôm không lên, cỏ mọc nhiều. 15 ngày rồi nhỉ em nhỉ? Có khi hơn thế. Đấy, có rất là nhiều cái me đất này, xong rồi các loại cỏ. Rất là rộng. Thì cái này thì để quay sổ, để lấy những mặt hoa đẹp, chắc là phải, cái này phải 3 năm thì mới hết. 3 4 năm thì mới 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 mới, mới quay được hết cái vườn này. Rất là nhiều cỏ, để có những cái cỏ này thì em phải nhổ đi hết. Đấy, cỏ này thì không để cho hoa đâu. Đấy, cho hoa thì nó sẽ rất là, tới này thì nó sẽ là vất vả để công tác làm cỏ. Chính vì vậy rằng là đến cái cây mà cứ tầm tầm như thế này thì nhà em sẽ nhổ hết. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì nhà em nhổ những cây nào mà to thì sẽ nhổ đi hết trước, còn những cái bé thì chắc là nhổ sau, bởi vì ngày hôm nay lên là cũng giờ này mới lên thì cũng sẽ không nhổ được hết đâu. Đặc biệt là cái cây me đất cũng rất là nhiều này các bạn này. Đây, me đất này, cái me đất này thì cây này thì phải nhổ được cái củ của nó thì mới gọi là tiệt nọc nó được. Đấy, còn mà mình nhổ mỗi cái lá không thì nó sẽ còn củ dưới nó lại mọc tiếp. Mời các bạn chúng ta cùng đi tham quan. Lâu lâu nó bị một nhúm, nó bị cái này là bị khô vằn. Thế vừa rồi thì em cũng đã phun cái thuốc khô vằn của lúa rồi và nó cũng đã đỡ và hầu như là nó cũng đã khỏi. Đấy. Thì hy vọng rằng là vườn địa lan này nó sẽ sổ ra nhiều mặt bông đẹp cho tất cả các bạn chúng ta có cái sưu tầm, và đồng thời thì chúng ta được chiêm ngưỡng và cảm nhận hơn về cái vườn địa lan của em Trung tại ở trên quê. Đấy các bạn này. Rất là rộng. Đấy. Thì luống nào cũng vậy các bác ạ. Đây, chúng ta sẽ di chuyển sang phía bên này. Có rất là nhiều luống đẹp và ở phía trên kia cỏ mọc khá nhiều. Lan mọc cũng tốt và cỏ mọc cũng tốt. Lan mọc tốt, cỏ mọc cũng tốt. Có rất là nhiều bác thắc mắc là ơ em Trung trồng địa xuống thẳng đất à? Thì cái này cũng là cái video để cho các bạn nhìn thấy là
Rõ ràng là em trung trồng hẳn xuống đất, không có trồng không có trồng xuống chậu xuống ấy gì cả đâu, trồng hẳn xuống đất hoàn toàn. Các bác nhìn thấy cái bộ rễ của nó rất là đẹp, rễ mọc rất đẹp. Đấy. Đấy. Với một vườn địa lan như thế này thì cũng cái chuyện mà sổ ra bông hoa đẹp ấy thì bản thân em Trung cũng 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 không biết được, và cũng nhìn qua cây thì cũng không thể đoán biết được là cây này nó hoa nên nó như thế nào. Đấy, rất là khó để chúng ta định hình và phân biệt, nên là thành thử ra là cứ trồng số lượng nhiều như vậy để mình quay sổ để bắt sổ rồi. Thì chắc chắn là trong cái đám này thì sẽ có những cái bông lan nó tương đối đẹp, và nó sẽ có những cái cây lan nó tương đối là ưng đấy ạ, chắc chắn, bởi vì chỗ này em trồng rất nhiều rồi. Đấy, chỗ này thì chắc là phải đến này, chắc phải đến chục tấn rồi. Thì trồng hết cả hôm hôm vừa rồi vừa phải đất đấy, vừa phải đất phía bên trên kia và bắt đầu trồng tiếp lên chỗ phần trên kia. Ở phần trên kia thì em sẽ đây sẽ đưa mọi người, tất cả các bạn chúng ta lên phần bên kia lên nhổ, lên lên xem phần ở phần phía trên kia. Đấy. Cái này thì làm cỏ hết rồi, phay rất là dễ luôn, cái này chỉ cần lấy máy về phay một cái là xong. Ok. Đấy, cái lô phía bên này thì cây này thì cây bé hơn. Đấy, trong quá trình trồng thì cây bé hơn thì thường nó bị Sao cái bao vừa rồi trồng chỗ nào nhỉ? trên kia. Đấy, cái này là trước trồng là nó cái lưới nó bị rách hay là bị nắng xuống nó bị cháy một chút lá, nhưng không sao cả. Đấy, không sao cả, tới này cũng sẽ đẹp hết. Đấy, nắng chiều rồi nên là những hình ảnh quay nó sẽ bị màu sáng chứ các bác nhé. Đây, chỗ này là chỗ hôm nọ em vừa lấy về, và lâu lâu thì lấy được về năm 30 cân, 50 cân và trồng xuống đây. Đấy, lâu lâu lấy được mấy chục cân thì trồng xuống, mấy chục cân lại trồng xuống. Đấy, cứ trồng xuống như vậy. Cái này là mới trồng các bác nhé. Cái mới trồng này thì đấy, có 1-2 cơn mưa xuống là cây nó rất là đẹp. Trong quá trình trồng như vậy thì cây nào mà lá nó dài, lá nó to, nó dài thì sẽ lấy dao cắt bớt đi, không để lá. Đó. Đấy. Là rộng. Còn đằng bên này thì chưa trồng này. Chỗ này là vừa mới làm đất chưa trồng. Đất rất là tơi. Rất là xốp. Thì cái này thì để trồng lan hoặc là trồng lạc, trồng khoai thì cũng rất là tốt. Nhưng mà nhà em thì lựa chọn cây hoa lan để trồng xuống đây. Để mục đích là thứ nhất là quay sổ những cái mặt hoa đẹp. Cái thứ hai nữa là cũng bản thân cũng gia đình cũng có nhiều cái để cải thiện cái cuộc sống. Cái cuối cùng nữa là để thỏa mãn cái cuộc chơi. Để thỏa mãn cuộc chơi. Trông vậy rồi rất là tươi các bạn, đây rất là tươi ạ, rất là tươi đấy, rất là xốp. Đấy, trồng cải, trồng rau, trồng các loại là rất là ổn này. Đấy, ở phía đằng trên này thì em trồng keo với lại quế. Đấy, keo với quế phía trên này. Đấy, đất nhà cũng còn rất là rộng, đất nhà còn rất là rộng. Đây, sau đây thì quay cho các bác xem một chút. Nhà em còn rất là rộng. Núi non điệp trùng. Và đây là vườn lan của em. Đây, quay cho tất cả các anh chị các bạn chúng ta cùng xem. Cái này là gió nó bị rách. Đấy, cái keo này thì mới trồng được chỉ được 1 tuổi. Đấy, đây. Mọc rất là tốt luôn. Đó.
Cây to to kia là cái cây mắc mật nha các bác nhé. Một trong những cây mà người ta lấy quả làm gia vị. Quả làm gia vị và lấy lá để làm gia vị. Còn đây là bãi ngô của nhà. Nhà em vẫn trồng ngô các bác ạ. Nhà em vẫn trồng ngô, vừa phục vụ tăng gia sản xuất, vừa phục vụ chăn nuôi. À đây, nên nướng rồi đây các bác này. Đây này. Đấy, ngô này nên nướng rồi. Thậm chí còn hơi già rồi đấy. Hơi già rồi ạ. Vâng. Bắp cũng trái cũng rất là to. Ngoài trồng ngoài trồng lan ra thì nhà em vẫn tăng gia sản xuất gồm các loại mô hình. Ok các bác nhé, đây là cỏ voi cho trâu. À, một trong những mô hình mà em cũng rất là khoái, và cái này thì mới trồng được hơn một nửa. Em hy vọng rằng là các anh chị các bạn chúng ta ủng hộ em nhiều hơn để em có tiền để em trồng nốt cái vườn này cho nó đầy, cho nó kín vườn để thỏa mãn cuộc chơi, cũng như là về để bảo tồn duy trì cây giống địa lan của quê hương. Xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Xin được chúc tất cả các anh chị các bạn chúng ta có những tháng ngày thật là vui vẻ, bình an và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc.